Sao mà đúng chứ mời ra uống hoài đó, hoài đỏ đó. Ồ, nào bà bảo nó chịu mà. Uống rượu vang đỏ đó. Bà bảo nó chịu rồi nó uống rượu, còn mình bên đây sáng nữa uống cà phê chứ. Cà phê này. Bác mẹ. Cầm chụp có thể không? Không có thấy mẹ gì đó. Thấy đó bây giờ thấy bác ánh rồi đó. Trời ơi, đẹp trai nhớ. Đẹp quá hả? Đó, vô, nữa rồi. Vô. Cà phê, cà phê, vô. Cà phê, cà phê đó. Vô. Tại mới cho tắt ra chứ. Không phải, không phải. Vô. Không phải. Nãy tôi thấy, đó giờ thấy rỡ rồi đó. Thấy bác ánh rỡ rồi đó. Mấy của mày á. Rồi. Bác ánh lo nhất đó, cho bác ánh lo nhất đó. Ủa tao nó install vô trong đó luôn mà. Cái laptop mà. Tại cái máy mày bây giờ mày nhìn thấy tao không? Tao thấy mặt ánh rồi, không thấy mày. Thấy không? Uống cà phê chưa? Uống cà phê chưa? Danh thấy uống cà phê chưa? Đâu có thấy. Đâu có thấy. Tại cái máy mày rồi đó. Ờ, à, đó bây giờ mày mới bỏ ra thì cũng thấy tấm hình không? Nó đưa thấy lên nè. Đó thấy bác ánh nè, đâu uống cà phê đâu. Ồ. Thấy bác ánh rồi đó. Thấy chưa? Thấy cà phê chưa?